còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết. Tuy nhiên, thời điểm này, những vườn cam xã Đoài hay còn gọi là cam tiến vua ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã vàng óng thâm lừng. Những ngày qua, thì các chủ vườn cam bắt đầu đón khách vào vườn chọn cát cam, sớm hơn nhiều so với những năm trước. Theo một người trồng cam thì nhờ thời tiết thuận lợi, không có báo lũ nên năm nay cam xã Đoài được mùa, ít bị dụng hơn so với những năm trước. Hiện cam xã Đoài được bán tại vườn với giá từ 70 đến 80.000 đồng một quả. Nếu chọn từng quả cam phải 100.000 đồng một quả. Từ đầu tháng 12 năm 2021 đến nay, ông đã bán được gần 1.000 quả cam. Khách mua cam chủ yếu là người dân ở thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và một số vùng lân cận mua gửi ra Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh làm quà biếu Tết. Năm nay thì vườn cam 7 năm tuổi của ông Nguyễn Văn Thọ, chú tại xã Nghi Diên cho trên 3.000 quả. Đến nay ông đã bán hơn 500 quả nhờ được chăm sóc tốt nên cam ông thọ được khách hàng đánh giá chất lượng hơn vụ trước ông thọ cho biết năm nay khách đến mua cam sớm hơn nhiều so với những năm trước có thể vì dịch nên họ tranh thủ mua gửi làm quà biếu sớm cận tết lỡ dịch bùng phát mạnh lại không gửi được